Chào em nhá. Hôm nay thì xin làm một cái video tháo tung cái chiếc bật lửa ST Dupont này ra bằng cái bộ dụng cụ tháo mở này nha anh em nhá. Đó. Cái bộ dụng cụ này anh em nào mà cần đặt hàng thì cứ liên hệ qua cho em nhá. Đó, để tháo ra thì trước tiên thì chúng ta phải tháo cái phần dưới mục đáy này ra trước này. Đây em thấy không? Tháo cái phần dưới mục đáy này ra trước nhá. Đó, để sửa cái lỗi bị xì ga thì chúng ta cứ tháo ra như này cho em. Đó, cần một bộ gioăng nữa nhá, nếu mà bị xì ga. Đây hôm nay em tháo để cho anh em xem cách tháo nó ra như thế nào thôi. Đấy, đây, tháo ra này. Đấy, sau khi tháo này ra thì nếu mà không có cái bộ dụng cụ này ấy, thì chúng ta mở cái phần dưới này ra rất là khó. Còn nếu mà có cái bộ dụng cụ chuyên dụng này ấy, thì chúng ta mở ra rất là đơn giản thôi. Đấy, như cái phần bên chỉnh lửa to nhỏ này ấy, ở đây nó có một cái khe này. Đấy, anh em chỉ cần cho cái bộ tháo mở này vào là sao mà nó khớp. Đấy, khi anh em ấy này, nó khớp với lại hai cái khớp ở bên trong này. Anh em nhìn này, hai cái khớp bên trong này thì bỏ vào này. Đó, xoay xoay cho nó khớp, sau đó chúng ta vặn ra thôi. Đấy, em sẽ vặn ra cho anh em xem nhé. Rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản nếu mà chúng ta có cái bộ dụng cụ này. Đó. Đấy. Đấy, vặn ra. Đó, nó ra này, anh em thấy chưa? Nó ra này, nó cầm kéo ra thôi. Đấy, thường bị hở gioăng ấy thì nó sẽ hở ở một trong hai cái gioăng này. Thường thì khi mà em thay cho anh em ấy thì em sẽ thay luôn cả hai gioăng này và một cái gioăng bên trong này nữa, một gioăng nhỏ bên trong này, nhưng thường gioăng nhỏ bên trong này ít khi nó bị xì lắm. Đa số nó xì sẽ là hai cái phần gioăng này, phần gioăng trên mỏng này hoặc là phần gioăng dày ở bên dưới này. Thường thì em sẽ thay luôn cả hai gioăng. Và cái bên bơm ga này thì chúng ta cần cái bộ dụng cụ này. Đấy, cái bộ này thì đầu tiên cái phần bên bơm ga này ấy, chúng ta sẽ tháo ra hơi khó một chút, khó hơn cái phần bên chỉnh to nhỏ này. Đầu tiên chúng ta cần phải dùng cái bộ dụng cụ, chúng ta vặn nó vào. Đó, chúng ta vặn nó chặt vào. Đấy, anh em thấy này, vặn nó chắc này, ok chưa? Và chúng ta sẽ xoáy cái này cho nó chắc vào nữa. Đó, đây. Đấy, xoáy nó chặt vào nữa. Đó, đấy, chúng ta vặn ngược ra. Đó, vặn ngược ra. Như này vẫn chưa vào này, như này vẫn chưa ok nhá. Đấy, làm lại lần nữa này. Đây, vặn chặt nó vào. Đây, vặn là vặn theo chiều này nhé, vặn vào nhé. Đó. À, chúng ta lấy cái này chúng ta xoáy vào. Ấy, chặt vào một tí anh em nhé. Đó, rồi chúng ta vặn ngược ra. Đó, như vậy là đã tháo được này. Đấy, cái bên bơm ga này nếu mà bị hở gioăng ấy là chúng ta chỉ cần thay cái gioăng duy nhất cái gioăng này thôi. Khi mà anh em tháo ra thì ở trong này có lò xo vào bên bi nhé. Anh em cẩn thận khỏi nó rớt ra nhé. Đây. Đó. Ui, con này bên trong cấn nhiều chưa này. Đó, nó soi đi trong này. Ok. Đấy, nắp vào thì cũng đơn giản thôi. Giờ em sẽ nắp vào cho anh em thấy nhá. Đây, nắp vào, bỏ nó soi vào này. Sau đó chúng ta vặn vào. Vặn vào, anh em nhớ là phải vặn chặt nhé. Chặt nó vào. Đó, khi vặn chặt như này rồi thì chúng ta sẽ dùng tay chúng ta đẩy cái này ra cho nó xoáy ra, chúng ta vặn ra. Đó, ok chưa anh em? Rất là đơn giản. Còn cái phần bên chỉnh to nhỏ này ấy, anh em thay gioăng xong, nếu mà bị hở gioăng ấy, anh em thay xong thì anh em cứ nhét nó vào như này. Đó, nhét nó vào và vặn nó lại. Bên này thì đơn giản, ở bên này không có gì khó cả. Nếu mà có cái bộ dụng cụ này thì anh em tháo mở một cái chiếc bật lửa Dupont như thế này chỉ mất tầm khoảng 2 phút thôi. Đó, 2 phút thôi. Đấy. À, chặt rồi. Ok, đây. Đó, chỉ tầm 2 phút thôi. Và nếu như anh em mà không có bộ dụng cụ này, anh em tháo nó tét cái này ra, nhiều khi hỏng bật lửa Dupont của anh em, rất là nhiều anh em tự làm ấy. Dùng không biết là dùng cái gì nhưng mà tháo mà nó gãy hai cái thanh này này. Nó không thể tháo ra nhá, coi như vứt bỏ luôn nhá. Cho nên anh em muốn tự sửa, tự khám phá thì anh em mua bộ này về. Bộ này bên em có cung cấp nhá. Giá 900 thôi. Và anh em nếu mà đặt bộ sửa này thì phải mất tầm khoảng 2 tuần nhé. Đấy, bên em phải đặt nào. Đây, nắp nó lại. Sửa rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần bộ sửa và cái gioăng thôi là được. Gioăng bên em cũng có bán nhé. Đó. Đơn giản vậy thôi. Đấy. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Còn nếu như cần bộ sửa này thì hãy nhắn tin vào cho em nha. Cảm ơn anh em.